Ok, chào người thì hôm nay về lắc 2020 mình giới thiệu cho các bạn nhân vật mới nha. Đây là con lắc. Chào mọi người, lắc. Chào đi. Thôi đi chơi đi, đi chơi, đi chơi, đi chơi. Trong cái video lần này thì mình sẽ làm một cái New Year Resolution. Tại vì không biết các bạn như thế nào chứ mình là mình có một cái tật là mình phải nói cho mọi người biết. Còn nếu mà mình không nói cho ai biết thì trong đầu mình cứ kiểu nhây nhây á, và mình sẽ không có productive, không có đạt được những cái mục tiêu đó. Mục tiêu đầu tiên trong 2020 của mình là sản xuất content đều hơn. Nguyên cái năm 2019 thì mình tập trung vào cái chuyện là phát triển chất lượng của phim. Thì bằng chứng là từ cái tập cơ đồ số 1 tới tập cơ đồ số 3 thì nó có sự thay đổi khá là rõ rệt về mặt chất lượng, về mặt nội dung câu chuyện, về cách edit, về cách chỉnh màu. Nhưng mà cái mà mình phải đánh đổi á là mình không có ra content đều. Thì nguyên một năm 2019 mình chỉ có ra 3 tập cơ đồ thôi. Và mình mất rất là nhiều thời gian để edit các tập đó, nó không có hiệu quả. Thì mục tiêu là giữ nguyên chất lượng nhưng mà tăng số lượng và giảm thiểu thời gian sản xuất video lại. Thì năm 2020 này trên kênh của Quả sẽ có ít nhất là 6 tập phim tài liệu, là gấp đôi năm ngoái. Cái lý do mà mình đặt con số 6 á là tại vì 2 tháng một phim thì nó cũng khá là cân bằng với cái việc là mình vừa sản xuất original content, mình vừa đi freelance kiếm sống. Thêm một cái nữa là năm 2020 thì mình muốn tập trung vào việc kiếm tiền hơn một chút xíu. Tại vì năm 2019 thì mình kiếm được ít hơn năm 2018 bởi vì gặp một số trục trặc vấn đề và mình bị hư hao thiết bị. Nói chung là những cái tai nạn không có đáng có lắm. Và đồng thời là cái năm 2020 này mình muốn là tạo một cái nguồn thu nào đó, ít nhất là một nguồn thu không phụ thuộc vào việc freelance. Bởi vì khi mà bạn freelance á, thì nó có khá là nhiều cái vấn đề. Bởi vì cái bộ máy khi mà từ client họ sẽ thuê agency, xong rồi họ thuê xuống production house, xong rồi họ mới thuê xuống tới freelance là tới bạn. Thì cái trong cái chuỗi đó chỉ cần một cái mắt xích nó có vấn đề thì cái việc thanh toán nó sẽ bị đình trệ. Năm trước thì mình thuần là đi quay phim tài liệu, nhưng mà năm nay thì mình muốn mở rộng chân trời của mình không chút xíu. Mình muốn học thêm về phim thời trang và phim và quay đồ ăn cũng như là quay sản phẩm. Đó là ba mảng chính và mình sẽ sản xuất ra ít nhất 2 trên 3 mảng đó. Và một cái nữa là mình muốn hệ thống hóa lại bộ nhận diện của phim của bạn, duy trì content trên fanpage đều hơn. Xét về channel này đi, channel riêng của mình thì mình muốn là ít nhất là sẽ mỗi tuần ra một tập vlog cho các bạn. Năm ngoái thì có một thời gian là mình nghỉ tới tận 1 tháng vì các vấn đề gia đình. Nhưng mà năm nay thì mình sẽ lên plan lại, mình sẽ shoot nó nói chung là siêng hơn, siêng năng hơn và làm việc hiệu quả hơn. Và cái mục tiêu cuối cùng nữa là đọc 6 quyển sách. Thì mình đã có một cái hàng dài những cái cuốn sách mà mình muốn đọc ở trên Goodreads. 6 quyển nghe thật ra là không nhiều, nhưng mà bởi vì mình bẩm sinh là một thằng đọc rất là chậm, mình kiểu mình nhai mình nuốt chữ, mình không có tiêu hóa nhanh một cái quyển sách được, nên là mình nghĩ số 6 là một con số khá tốt. Tại vì năm ngoái mình chỉ đọc được 3 quyển thôi là hết rồi, hết năm rồi. Còn gì nữa ta? À, một mục tiêu nữa là mình muốn giao lưu được với nhiều người hơn, nhiều người thú vị hơn và đưa họ lên channel, có thể là nhân chương hoặc là feature project của họ lên phim của quả. Thì cũng nhờ mình mở 2 cái kênh YouTube như vậy mà năm ngoái mình cũng đã gặp được một số bạn rất là hay ho, nên là năm nay mình muốn tiếp tục công việc đó. Rồi, như vậy thôi. Mong là 2020 là một năm của phát triển và đổi mới. Chúc các bạn năm mới thành công.